review rồi. Thì tôi và bạn tôi là Trần Quốc Vượng ấy, mới đến Thành. Thì bữa đầu thấy thầy vui không? Thầy 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 thăng thẳng, thấy tôi thầy cứ vui như ngày trước, không có gì khác nữa cả. Và thầy nói với bọn tôi, hai anh em tôi như là các chuyện tôi thì các anh biết rồi chứ gì. Cuộc đời nó đóng cửa này ta đi cửa khác chứ có gì đâu, phải vật vả, phải cái gì cũ làm gì nhỉ. Thế cái kỳ mà chúng tôi họp lớp, cái hồi có chiều hôm đoạn ấy, thì chúng tôi mời thầy đến. Thì thầy nói thế này, cái xem phim Tôn Ngộ Không, thấy cái đoạn cuối mà Đường Tăng đi xin thỉnh được kinh rồi mà, thế nhưng mà cái kinh kia, cái kinh này không trọn vẹn, lại cứ hỏng nát mất bên sông Tăng, cái đoạn cuối. Thế thì Đường Tăng cứ vật mạo mãi cái chuyện là đánh đường có bao nhiêu công phu vất vả thế này mà cuối cùng cũng được cái quyển kinh cho trọn vẹn. Thế thì Tôn Ngộ Không mới bảo với Đường Tăng thế này, sư phụ ạ, trời đất cũng có trọn vẹn ra đâu nữa mà quyển kinh. Thầy nói lại chuyện ấy thì thầy nói thêm, đúng là như thế chắc đấy nhỉ, đến trời đất mà cũng trọn vẹn thì chúng ta làm sao trọn vẹn được, chúng ta chỉ là những kiếp người bé mọn.